Ở trong phong thần có ba vị tu tiên giả đã chết dưới tay của phàm nhân, bọn họ là những ai? Ở trong tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa, nếu như phân chia theo thực lực thì đại khái có thể chia làm 5 cấp bậc. Phân biệt đó chính là cảnh giới đầu tiên mạnh nhất đó chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng chính là thánh nhân mà chúng ta thường nói đến. Những vị đại năng đã tu luyện đến cấp độ này thì đã có được bất tử bất diệt chi thân. Nhân vật đại biểu đó chính là Thái Thượng Lão Quân Nguyên Thủy Thiền Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Tất nhiên cảnh giới thánh nhân còn phân ra hai loại, đó là đại đạo thánh nhân, thành thánh bằng phương pháp chứng đạo từ thời Hồng Hoang, được đại đạo pháp tắc tán thành, tiêu biểu đó chính là Nữ Oa và Hồng Quân Lão Tổ. Dưới đại đạo thánh nhân thì đó chính là Tiền Thiên Thánh Nhân, thành thánh bằng phương pháp chạm tam thi, đó là những nhân vật như Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh. Cảnh giới thứ hai đó chính là Đại La Kim Tiên. Nếu như tu luyện trở thành Đại La Kim Tiên đỉnh phong thì cũng chính là chuẩn thánh mà chúng ta thường nói tới. Những người này tuy là tu vi cực cao nhưng lại bởi vì chưa chạm tam thi mà không thể nhập thánh. Những nhân vật đại biểu có thể tính đến như là Triệu Công Minh, Lục Áp, Nhiên Đăng, cao hơn một chút thì chính là Khổng Tuyên. Cảnh giới thứ ba đó chính là Kim Tiên. Những người ở cảnh giới này tức là đã thông qua tu luyện lâu dài mà đã đắc đạo thành tiên. Nhân vật đại biểu là Ngọc Hư, Thập Nhị Kim Tiên hay Hỏa Linh Thánh Mẫu. Cảnh giới thứ tư đó chính là tu tiên giả. Những người thuộc tầng lớp này mặc dù vẫn là nhục thể phàm thai nhưng lại bản thân đã tu luyện được đạo thuật, đồng thời vẫn có thể điều khiển và thôi động được các loại pháp bảo. Các nhân vật đại biểu có thể kể ra như là Hoàng Thiên Hóa, Trịnh Luân hay Lý Tĩnh. Cảnh giới thứ năm có thể nói bộ phận này chính là phàm nhân. Những người này khi đối chiến với kẻ địch cũng chỉ có thể dựa vào võ nghệ của bản thân cùng với binh khí sắc bén ở trong tay. Các nhân vật đại biểu như là Hoàng Phi Hổ, Đặng Cửu Công, Nam Cung Thích. Ở trong phong thần đã có sự phân chia về cảnh giới thực lực, như vậy thì cũng liền mang ý nghĩa đã có sự phân chia cao thấp. Người có đẳng cấp thấp gần như không thể chiến thắng những người có cấp bậc cao hơn. Ví dụ như phàm nhân dù có võ nghệ cao cường đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng đánh không lại các bậc tu tiên giả có được pháp thuật cùng pháp bảo. Điểm này có thể từ quá trình Hoàng Phi Hổ qua năm cửa đầu nhập vào Tây Kỳ để mà nhận định. Phàm là khi gặp phải tu tiên giả, Hoàng Phi Hổ đều là thua không thể nghi ngờ. Lại như lúc gặp phải Thủ tướng Trần Đồng ở Đồng Quan, Hoàng Phi Hổ trực tiếp bị dùng Hỏa Long Tiêu đánh chết. Khi gặp được Dư Hóa ở Tị Thủy Quan, một nhà Hoàng Phi Hổ trực tiếp bị dùng Lục Hồn Phiền bắt sống. Bởi vậy chúng ta có thể thấy được đứng trước các bậc tu tiên giả biết sử dụng pháp thuật cùng với pháp bảo ở trong tay thì sức mạnh võ lực của phàm nhân cũng chỉ là như trò trẻ con mà thôi. Chỉ là mọi thứ cũng đều phải có ngoại lệ. Ở trong phong thần đại chiến thì cũng đã liền từng xuất hiện qua 3 trận chiến mà các vị tu tiên bị phàm nhân tiêu diệt. Như vậy thì đây là 3 trận chiến nào và các bậc tiên nhân vì sao lại chết dưới tay phàm nhân? Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với kênh giải trí tổng hợp cùng tìm hiểu về vấn đề này. Trận thứ nhất đó chính là Phong Lâm bị Hoàng Thiên Tường dùng thương đâm chết. Phong Lâm là đại tướng dưới trướng quan tổng binh Trương Quế Phương. Sự lợi hại quán ở chỗ là có thể từ trong miệng phun ra khói đen cùng Hồng Châu để mà đả thương người khác. Ở trong cuộc trình phạt Tây Kỳ thì Phong Lâm từng dùng phương pháp này để trù sát điện hạ Tây Kỳ, đó là Cờ Thúc Càn. Chỉ có điều khi cùng với Na Tra đối chiến thì thuật phun Hồng Châu của Phong Lâm lại đã bị Na Tra nhẹ nhàng lấy tay chỉ một cái liền đã có thể phá giải. Từ đó về sau Phong Lâm mất đi pháp thuật cũng chỉ có thể ỷ vào võ lực bản thân để cùng đối chiến với người khác. Trong một cuộc chiến tiếp theo với Tây Kỳ, Phong Lâm múa lên Lang Nha Bổng ở trên tay đối chiến với đông đảo các môn nhân đời thứ ba của Xiền Giáo. Chưa từng nghĩ lại bị Hoàng Thiên Tường vừa gia nhập vào vòng chiến một thường đầm ngã ở dưới ngựa. Đối với trận chiến này thì nguyên tác Phong Thần Diễn Nghĩa đã viết như sau: đây là Hoàng Thiên Tường còn chữ tư của Hoàng Phi Hổ, cưỡi ngựa giết tới tiền quân, thần vũ diệu uy, dũng sầu tam quân, thương pháp như mưa rơi. Thiên Tường đâm nghiêng một thương, Phong Lâm trúng thương lập tức ngã ngựa. Bởi vậy có thể thấy được Phong Lâm sở dĩ bị chết dưới tay Hoàng Thiên Tường, một là bởi vì lúc đó hắn đã mất đi pháp thuật, thứ hai là bởi vì Hoàng Thiên Tường có bản lĩnh vô cùng xuất chúng, thương pháp tuyệt luân, cho nên Phong Lâm mới bị rơi vào kết quả bị thảm như vậy. Trận thứ hai đó là Trần Kỳ bị Hoàng Phi Hổ đâm chết.
Trần Kỳ là đốc lương quan dưới trướng Thương Trụ thành long quan tổng binh Khâu Dẫn. Sự lợi hại của hắn ở chỗ là có thể từ trong miệng phóng xuất ra một đạo bạch quang, từ đó làm cho đối thủ tạm thời lâm vào trạng thái hôn mê. Trong cuộc chiến ở thành Long Quan, Trần Kỳ đã vận dụng pháp thuật này để bắt sống 4 tên tướng lĩnh của Tây Chu, cũng chính là Đặng Cửu Công, Thái Loan, Hoàng Thiên Lộc cùng Thổ Hành Tôn. Còn có ở trận doanh của Tây Chu, Trịnh Luân cũng có pháp thuật phóng ra hoàng khí. Ở trong quá trình cùng giao kiến với Trần Kỳ thì hai người giao phòng trở thành cục diện ngang nhau. Ở trong cuộc chiến tại thành Long Quan, Trần Kỳ đã bị đông đảo tướng lĩnh của phe Tây Chu vây đánh. Đối với trận chiến này, Nguyên Tác Phong Thần đã có đoạn viết: lại nói chúng tướng bao lấy Trần Kỳ, bị Na Tra tế lên Càn Khôn Quyền đánh trúng. Trần Kỳ đã bị đả thương cánh tay, tức khắc ở bên trái lóe lên. Trần Kỳ đã bị Hoàng Phi Hổ đâm trúng một thương ngay dưới sườn, chết oan chết uổng. Cũng chính là bởi vì song quyền nan địch tứ thủ, Trần Kỳ đang ở dưới tình huống bị vây khốn, căn bản là không có cách nào để thi triển pháp thuật, cho nên mới bị Na Tra đả thương. Mà Hoàng Phi Hổ đâm chết Trần Kỳ cũng đơn thuần là lợi dụng thời cơ ra tay đánh lén. Nếu như để cho hai người bọn họ đơn đấu thì Hoàng Phi Hổ căn bản không phải là đối thủ của Trần Kỳ. Trận chiến thứ 3 đó là Long Tu Hổ bị Ô Văn Hóa đập chết. Long Tu Hổ sinh ra vào thời kỳ Thiếu Hạo, trong quá trình tu hành hắn đã luyện thành pháp thuật một tài có sức mạnh phá đá vô hạn. Khi Khương Tử Nha lên quân Luân Sơn, Long Tu Hổ bởi vì tin vào lời nói của thần công báo mà ham muốn ăn tươi nuốt sống Khương Tử Nha, nhưng cuối cùng lại bị Khương Tử Nha dùng hạnh hoàng kỳ hàng phục. Sau đó Long Tu Hổ liền bái làm đồ đệ của Khương Tử Nha. Ở trong Phong Thần đại chiến, Long Tu Hổ cũng không có quá biểu hiện gì để mà coi là xuất sắc, chỉ là tại cuộc chiến Mạnh Tân đã dùng thạch đầu nện nuôi được Ô Văn Hóa. Tuy nhiên hắn cũng rất nhanh, Long Tu Hổ đã liền bị Ô Văn Hóa trả thù. Cũng chính là vào thời điểm Ô Văn Hóa ở trong đêm cướp đại doanh của Tây Chu, Long Tu Hổ bị Ô Văn Hóa dùng bài bái mộc đập chết. Sau đó còn đem thủ cấp của Long Tu Hổ treo trên bài bái mộc để mà thị chúng. Nếu như bình luận một cách công bằng thì Ô Văn Hóa vẫn chỉ là một người thường. Dù cho bản lĩnh của hắn có cao đến đâu đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của Long Tu Hổ. Mà sở dĩ Ô Văn Hóa có thể đập chết Long Tu Hổ hoàn toàn là bởi vì thừa dịp bất ngờ mà ra tay đánh lén. Từ trên tổng hợp lại, chúng ta sẽ nhận thấy Phong Lâm sở dĩ chết trong tay Hoàng Thiên Tường là bởi vì pháp thuật khoán đã bị phá. Trần Kỳ chết trong tay Hoàng Phi Hổ là bởi vì sau khi bị thụ thương, bị Hoàng Phi Hổ tấn công bất ngờ. Long Tu Hổ chết trong tay Ô Văn Hóa thì là bởi vì không có đề phòng, bị đánh lén nên mất mạng. Tuy nhiên cũng chính là những vị tu tiên giả đã bị mất mạng ở dưới tay phàm nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Phong Thần Diễn Nghĩa được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Để tiếp tục theo dõi những cái nội dung như thế này thì các bạn hãy vào kênh của mình, chọn đến mục danh sách phát và tìm đến mục phân tích Phong Thần Diễn Nghĩa. Ngoài ra thì mình cũng còn phân tích rất nhiều những clip về Tây Du Ký và Tam Quốc Thủy Hử v.v. Và mình có một cái group tên là Thần Thoại Trung Hoa. Đây là một group chuyên về các vấn đề cổ trang và những thuyết âm mưu xoay quanh Tứ Đại Kỳ Thư. Nếu như các bạn cũng yêu thích chủ đề này thì các bạn hãy vào đó, để nếu như các bạn có thắc mắc gì hay các bạn có cái chủ đề nào muốn mình làm thì các bạn hãy comment vào trong đó nhé. Và các bạn cũng đừng quên hãy nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo về các chủ đề mà các bạn mong chờ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.